chép vào vở, mỗi lần các em chép như vậy là các em sẽ nhớ được bài đó. Chúng ta học mà chúng ta cứ nhớ bằng cái, rồi mỗi lần các em mà muốn xem lại bài không thì các em phải mở máy ra, chúng ta không có xem được mọi lúc mọi nơi, nhưng mà có một cái cuốn vở chúng ta chép bài vào rồi thì khi nào các em cần ôn bài thì các em sẽ mở máy lên được, không cần phải mở máy, chỉ cần lấy vở ra là mình có thể nhớ lại được bài. Rồi chúng ta vẽ được một cánh hoa tô màu rồi. Cái phần cánh hoa này nó tô màu, nó hơi nhiều câu lệnh và dễ bị lẫn lộn, do đó là các em nhớ là cẩn thận nha. Rồi bạn nào mà vẽ xong rồi thì comment số 5 một khung chat cho cô. Máy này nhắn về nhìn đi nhân mồm à, được mồm đi thơ mồm đi tình mồm sáng đi tư tư mày mới làm được con mình. Mắt cửa sổ không? Đây này mình có. Em rất thì nhớ. Em có thấy Nhật Phong, Bảo Yến. Rồi. Những bạn khác xong chưa con? Con mở ra của con này các con. Đăng Nhân xong rồi nè. Nam nè, Viết Minh nè. Bạn xong chưa? Rồi, Viết Minh xong luôn rồi đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta xem lại cái phần hình ảnh nha. Rồi các bạn nhìn cho cô xem. Chúng ta có bao nhiêu cánh hoa đây? Nhìn lên màn hình và đếm cho cô nè. Bạn nào đếm được cho cô? Đếm dễ mà đúng không? Hoa cô. Bao nhiêu con? Mùi cô. À, 10 cánh hoa. Rồi. Bây giờ các bạn làm cho cô đi. Rất là dễ rồi đúng không? Hôm bữa cái câu lệnh mà để chúng ta vẽ sao mà cho cái cánh, cái hoa sen của chúng ta nó nằm ở trên nửa mặt phẳng ở trên như thế này nè. Hồi bữa cô có chỉ cho các bạn vẽ rồi. Bây giờ các bạn vẽ y như vậy thôi. Sử dụng cái cánh hoa có màu. Bạn nào mà vẽ được á thì comment cho cô là chữ ok nha. Vẽ xong rồi á, giống như cái hình mẫu của cô nè, thì comment chữ ok cho cô. Rồi Khánh Huyền xong rồi. Ngọc Mai. Đăng Nhân nhớ bài cũng tốt quá ha. Cô khen nha. Ôi cô, Ôi. có không 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 tô màu được cô à? Con tên gì vậy? Bây giờ cô chiếu lại cái câu lệnh cho con xem nha. Là Đây. Đó, cái phần câu lệnh này mình nhìn kỹ coi. Mình làm đúng không nha? ôi con làm giống cô mà răm màu giống như cô mà họ
Họ chỉ viết tôi cho hỗn ra màu. Đâu con xe con xem màn hình cho cô xem nha coi. Nha. Rồi xe nhanh lên. Rồi những bạn nào mà làm xong thì chúng ta nhìn lên màn hình phụ tìm phụ lỗi với, cho em giùm cô nha. Ngọc Mai nè, với lại bạn Yến, với lại bạn Huyền nè. Để cô xem coi. Rồi, một cái lỗi rất là cơ bản luôn. Khánh Huyền, lỗi gì đây Khánh Huyền? Dạ thưa cô, là em phải chỉnh cái chỗ mà bán kính thành cạnh. Đúng rồi, ngay chỗ mà di chuyển á, hai cái chỗ di chuyển á, mình bỏ cái chữ bán kính màu hồng đi, mình vào phần các biến số á, mình kéo cái chữ cạnh vào nha. Mình vô các phần các biến số. Các biến số nè, khối của tôi á, đúng rồi, bỏ cái chữ màu hồng đó đi. Khánh Huyền rất là tinh mắt luôn. Mình để ý mình sửa lỗi cho các bạn. Không, mình vào các biến số chứ không phải vào phần ở phía trên khối của tôi, nó phần màu cam á. Đúng rồi, cũng kéo cái chữ cạnh vào. Thấy cái chữ cạnh không? Cháu tạo một biến có cái chữ cạnh màu cam á. Đúng rồi. Mình kéo vô cái chỗ trống hồi nãy đó. Đúng rồi. Rồi, còn bạn nào bị lỗi gì nữa không? Cảm ơn bạn Khánh Huyền nha. Rồi, còn lỗi gì nữa không nè? Nếu không lỗi thì các bạn đã vẽ xong chưa? Các bạn đã vẽ xong phần 10 cái cánh hoa này chưa? Hả? Được chưa con? Thuyết minh được chưa? Em bị sai cô. Vậy em xem màn hình cho cô đi nhanh nha. Rồi xem màn hình cho cô đi. Rồi Ngọc Mai nhìn lên màn hình tìm phụ lỗi nè. Rồi kéo lên trên xem cô xem coi. Cái cánh hoa này nó có. Cánh hoa thì là ổn rồi, nhưng mà con kéo xuống dưới nè. Ngọc Mai nhìn cho cô ngay chỗ mà khi bấm vào lá cờ, em sai chỗ nào con thấy không? Mai cô không thấy hả? Đợi các con bạn tí để con đang xem cái con, cô chỉ cái chỗ luôn, ngay chỗ lặp lại 10 lần nó sai chỗ nào. Em phải bỏ cái lệnh cái câu lệnh di chuyển 50 bước đi ạ. Đúng rồi, cái này là lệnh hình vẽ đồng tâm mà. Chứ đâu có phải là lệnh cái hình không đồng tâm đâu mà con kéo cái lệnh di chuyển 10 bước vô. Đúng rồi. Đó. Rồi con chạy thử đi. Bây giờ sao nó vẽ xoay tròn luôn rồi, làm sao để vẽ nó một nửa mặt ở trên thôi. Một nửa phần ở trên thôi, bạn nào còn nhớ không? Chúng ta cho nó xoay bao nhiêu độ nè. Nếu mà chúng ta xoay 360 chia 10 là nó thành một vòng tròn, thành một cái bông hoa luôn rồi. Cô muốn làm giống như hình cánh sen á. Cô cho xoay bao nhiêu đây? Xoay trái 20 độ. Xoay 20 độ thôi. Bỏ đi, bỏ luôn, bỏ 360 độ chia 10 luôn. Chúng ta chỉ sửa là hành xoay trái 20 độ hoặc là xoay phải 20 độ nữa nè. Bỏ cái lý lệnh dấu chia đó đi con. Rồi, vậy nha. Rồi. Bây giờ cô sẽ thoát ra khỏi Zoom, sau đó chúng ta vào học lại nha các bạn. Các bạn nghe rõ cô nói rõ không? Bật mic lên trả lời cô coi. Rồi, tại vì các bạn ngoan quá rồi. Các bạn xuống nha.
Hello các bạn. Rồi các bạn, trong thời gian đợi bạn mình á, bạn nào hồi nãy giờ mình chưa làm xong thì mình làm tiếp tục nha. Còn bạn nào mà làm xong rồi thì chúng ta nhìn xem cái hình thứ ba của mình là hình gì đây. Đó, cô khoanh tròn lại rồi đó. Cái của em này, cái hình của em nó không có nó lãnh như cô mà nó nghiêng như cô. Nó nghiêng hả? Dạ. Hình nào con? Cái hình bông sen á hả? Dạ. Ừ, các bạn còn nhớ khi bấm vào lá cờ mình đặt hướng bao nhiêu không? Ngọc Mai, mình đặt hướng bao nhiêu con? Cô là khi bấm vào lá cờ đặt hướng 45 ạ. Đúng rồi, mình đặt hướng là 45 độ thì khi mình xoay nó không có bị, mình vẽ nó không có bị nghiêng nha. Các bạn lưu ý chỗ đó cho cô. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ các bạn thấy không? Rồi cái hình số 3, cô mời bạn nha, bạn Nam. Cho cô biết hình số 3 là hình gì nè. Dạ thưa cô là hình chữ nhật. Ừ, bao nhiêu hình chữ nhật đây? 4 hình chữ nhật. 4 hình chữ nhật. Rồi, mình thấy rằng á ở đây có hai hình chữ nhật tô màu và hai hình chữ nhật không tô màu đúng không? Hôm trước cô hướng dẫn cho các bạn vẽ cái hình mà một số bạn gặp bị gặp lỗi. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho bạn cách vẽ mà nó không bị lỗi nha. Ôi cô, con bị lỗi. Con bị lỗi phần nào nha? Ừ. Hình số 2 hả con? Hình bông sen hả? Ừ. Dạ. Bây giờ cái hình số 2 hình bông sen á, các bạn nhớ là chúng ta không đặt hướng bằng 90 nữa mà chúng ta chỉ đặt hướng bằng 45 thôi nha. Bài hôm trước cô có dạy cho mình rồi, mình đặt hướng bằng 45 thôi. Rồi chúng ta lặp lại 10 lần được chưa? Sau đó chúng ta sẽ xoay. Các bạn nhớ là chúng ta chỉ cần xoay là khoảng 20 độ là nó ra thôi. Rồi nó bị xoay như vậy thì chúng ta cho ngược lại là xoay trái thôi các bạn. Rồi ra rồi đó. Bây giờ chúng ta thay đổi cái bút màu thôi. Rất là đơn giản mà đúng không? Bà in như bài bữa trước rồi. Rồi cô lưu ý hai cái chỗ này cho các bạn nha. Đầu tiên á, cô quên... Các bạn đợi cô xíu, cô lại quên record nữa rồi. Rồi. Cô nhắc lại nè. Hồi nãy cô quên record lại. Để mà chúng ta vẽ được cái cánh hoa này á, thứ nhất, điều lưu ý đầu tiên đó là các bạn chọn cái hướng bằng 45. Được chưa? Cái thứ hai là chúng ta chỉ cho xoay 20 độ thôi. Và các bạn xoay bên trái không được thì chúng ta xoay qua bên phải. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ làm được ha. Được chưa? Ổn hết chưa mấy bạn? Rồi, ok, mình đi tiếp nha. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta vẽ cái hình số 3. Bây giờ các bạn tạo cho một khối đi. Khối này tên là khối hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì
nó không có các cạnh đều bằng nhau mà nó có chiều dài với chiều rộng ha, tức là hai cặp cạnh đối diện bằng nhau, thì chúng ta thêm hai cho cô hai cái biến số nè. Cái thứ nhất là chiều dài, cô viết tắt là, cô viết tắt nha, chiều dài chiều rộng nha, hình chữ nhật chiều dài chiều rộng. Bây giờ các bạn tạo cho cô một cái khối này được chưa? Rồi để vẽ được hình chữ nhật thì chúng ta sẽ giống như hình thoi, chúng ta sẽ lặp lại hai lần được chưa? Di chuyển chiều dài, sau đó xoay phải 90 độ. Rồi nhân bảng cái khối này lên, chúng ta di chuyển chiều rộng. Để cô kéo mấy cái này xuống để các bạn nhầm lẫn nha. Đây. Đây là cái khối hình lệnh để chúng ta vẽ hình chữ nhật. Các bạn nhỏ đó xong chưa? Bạn nào xong rồi chúng ta thử vẽ một hình chữ nhật coi được chưa? Hồi nãy do cái hình hoa sen nó hơi đặc biệt, chúng ta đặt hướng bằng 45. Bây giờ các bạn sửa lại cho cô hướng bằng 90 thì chúng ta vẽ được một hình chữ nhật như thế này. Bạn nào vẽ được một hình chữ nhật rồi thì chúng ta comment cho cô số 1 nha. Mẹ, mẹ ơi, mẹ cứ giúp con được không? Chứ con ghi không kịp mẹ. Rồi, hình chữ nhật thì nó giống như hình thoi hồi bữa đó các bạn. Chúng ta sẽ lặp lại hai lần, di chuyển chiều dài bước rồi chiều rộng bước như thế này. Xuân Toàn ơi, con mới vô đúng không? Bây giờ con tạo cái, tạo cho cô một cái định nghĩa hình chữ nhật nha. Rồi, con tạo cho cô một cái khối hình chữ nhật. Sau đó con thêm dữ liệu đầu vào là chiều dài và chiều rộng. Cô đang hướng dẫn riêng cho bạn Xuân Toàn. Bạn nào làm rồi thì thôi, mình không làm lại nha. Mình gõ chiều dài nè, rồi mình gõ chiều rộng cho cô nha. Sau đó mình sẽ định nghĩa hình chữ nhật bằng cách lặp lại hai lần, di chuyển chiều dài bước. Mình kéo biến chiều dài vô, sau đó xoay phải 90 độ rồi di chuyển chiều rộng, kéo biến chiều rộng vô ngay chỗ này. Đó, cô làm lại cho mình xem nha. Bạn nào vẽ xong rồi comment số 1 cho cô đi. Tôi thấy Ngọc Mai với là Bảo Yến rồi. Hình này nó khá là đơn giản đúng không mấy bạn? Cô biết làm cạnh hoa cô. Cái phần hoa hả con? Rồi, ok, chiều rộng. Ok. Một lát nữa mình làm hoa tiếp đi Thiên Ngân ơi. Bây giờ con theo cái hình này đi nha. Các bạn xong hết chưa? Xong hình chữ nhật này chưa? Rồi. Thiên Ngân ơi, con làm được cái này chưa Thiên Ngân? Cô đã làm cô, chứ con không kịp cô. Ờ. Vậy mình khúc này mình nhờ mẹ vô phụ mình khúc này xíu đi nha. Rồi chúng ta cố gắng lên thì chúng ta mới xong được hết bài ngày hôm nay trong cái buổi một buổi rưỡi ngày hôm nay. Hôm nay là chúng ta học buổi 7 với lại một nửa của buổi 8 đó các bạn. Ừ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo cho cô một cái khối hình chữ nhật tô màu nữa các bạn. Hình chữ nhật này không có màu. Bây giờ chúng ta tạo cho cô một cái hình chữ nhật tô màu.
thì các bạn cũng thêm cho cô hai cái biến luôn là chiều dài và chiều rộng. Rồi chúng ta nhân bảng cái khối này lên, nhân bảng cái phần hình chữ nhật không có tô màu, kéo lên đây cho nó nhanh ha. Cũng như những hình tô màu khác thôi, chúng ta sẽ đặt cạnh nè. Ở đây chúng ta kéo cái biến chiều dài xuống các bạn. Rồi chúng ta sẽ lặp lại nè. Kéo một cái lệnh lặp lại bao quanh ngoài cái lệnh mà vẽ được một cái hình chữ nhật của chúng ta đó. À, lặp lại 10 lần. Kéo ra bên ngoài như thế này. Rồi sau đó chúng ta kéo cái biến cạnh này vào đây. Kéo cái biến cạnh màu cam vào đây. Chúng ta đã đặt cạnh bằng chiều dài rồi, do đó cái chỗ mà chiều dài màu hồng này nè các bạn bỏ đi. Các bạn kéo biến cạnh này vào cho cô. Cô nhắc lại nha. Hồi nãy chúng ta đặt cái biến cạnh của chúng ta là bằng chiều dài, do đó bây giờ chúng ta bỏ, nhớ là bỏ đúng chiều dài nha. Đặt cạnh vào thay thế. Sau đó chúng ta thay đổi cạnh một lượng trừ 1. Bạn nào mà nhớ bài thì chúng ta sẽ làm rất là nhanh thôi. Bây giờ chúng ta test thử coi mình làm được chưa. Đó, cô vẽ được một hình chữ nhật tô màu rồi đó. Đây, một hình chữ nhật thường và một hình chữ nhật tô màu. Hình chữ nhật thường thì nó câu lệnh nó ngắn gọn hơn nè, đó. Còn hình chữ nhật tô màu thì nó hơi khó một tí xíu, nhưng mà nó giống hệt những cái câu lệnh khác thôi. Các bạn chỉ cần lưu ý cho cô nè, đặt cạnh bằng chiều dài thì một lát chúng ta nhớ lặp lại cạnh lần, và cái chiều dài màu hồng chúng ta kéo bỏ cái màu hồng đó đi, chúng ta thay thế bằng cái biến màu cam. Bạn nào vẽ ra được rồi comment cho cô số 2. Vẽ được một hình chữ nhật có màu rồi, chúng ta comment số 2 cho cô nè. Cô cho các bạn 3 phút ở phần này nha, để chúng ta hoàn thiện cái phần này. Cô thấy Bảo Yến với lại Khánh Huyền, các bạn khác làm xong nhớ tương tác cho cô để cô biết nha. Bạn nào bị trục trặc gì thì mình có thể xem màn hình để cô sửa cho mình nha. Nhật Phong ơi, con làm xong chưa? Con xong rồi ạ. Ờ, không thấy comment. Sơn Toàn được chưa con? Tuyết Minh, Thiên Ngân. Rồi, các bạn chép đi. Ai mà xong bài nhớ chép bài lại. Trong thời gian đợi các em nè. Anh Nhân làm được chưa? Ồ, Anh Nhân comment nhiều số 2 dữ. Không phải, đúng rồi, đúng rồi. Hình chữ nhật tô màu, đã từ sơ.
Thế mà con đường cũng đã mua. Ok. Con chỉ đang nghe này. Các bạn xong hết chưa? Bây giờ chúng ta làm tiếp nha. Ở đây chúng ta thấy là sẽ có hai cái hình vuông ha các bạn. Cứ mỗi lần vẽ một cái. Chúng ta sẽ vẽ một cái hình vuông tô màu ha, sau đó là chúng ta sẽ vẽ một cái hình vuông. Chúng ta sẽ xoay phải nè. 90 độ. Rồi mình vẽ một cái hình vuông không tô màu. Cứ lần lượt như vậy thôi nên sẽ ra. Ở quên, cô xin lỗi, hình chữ nhật. Các bạn nhớ cho cái cạnh nó bằng nhau nha. Rồi, chúng ta, cái hình của chúng ta là gồm một hình vuông tô màu, một hình vuông không tô màu. Thì chúng ta cứ vẽ một hình vuông tô màu, rồi xoay phải 90 độ, vẽ một một hình chữ nhật không tô màu. Đó, cứ lần lượt như vậy ha. Cô Nguyên cứ làm lẫn đi. Bây giờ vẽ nhiều hình vuông quá. Rồi, các bạn nhỏ đã vẽ xong chưa? Bạn nào vẽ được hình này rồi thì comment số 3 cho cô nha. Chỉ còn một số 3 thôi. Cô thấy Ngọc Mai với lại Khách Huyền xong rồi. Hoàng Nam xong luôn. Ở phần này thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không lặp lại 4 lần. Mà chúng ta có hai cặp lần. Con không lặp lại con được cô. Không lặp lại được hả? Dạ. Bây giờ con xem màn hình cho cô đi nha. Rồi con xem màn hình đi. Bạn nào bị lỗi thì tranh thủ nè. Chúng ta đi hình mới nữa. Rồi, Nhật Phong nhìn lên màn hình và tìm lỗi cho cô. Ủa sao con kéo cái gì mà nó chồng lên nhau vậy? Con phóng to cái màn hình coi. Con lại cái ô vuông kế cái dấu X, con phóng to màn hình lên cho cô coi. Rồi, con kéo cái câu lệnh rời ra. Bây giờ con chồng lên như thế này cũng rất là khó mà tìm được lỗi cho con luôn. Cạnh dài, cạnh rộng. Nè các bạn, Nhật Phong, nhìn cho cô chỗ hình chữ nhật tô màu của em bị sai chỗ nào Nhật Phong? Con đưa cô là cái xoay thứ hai thì em lại ghi là xoay 50 độ ạ. Đâu? Cô thấy 50 đâu? Ở bên chỗ lá cờ cô. Ở dưới chỗ thôi cô. À, cô thấy rồi. Hai cái cùng xoay 90, em lại xoay có 50 độ. Đó, sửa lại hình 90 cho cô, chỗ xoay 50 hình 90, còn một lỗi nữa nó không vẽ, bạn nó không vẽ được Bảo Yến. Một lỗi đó bạn. Của cô là bạn quên đặt cạnh thành chiều dài. Cạnh dài đó, của em là cạnh dài, bây giờ kéo cạnh dài vào cái chỗ đặt cạnh bằng không á. Cái chỗ định nghĩa hình chữ nhật tô màu có thấy ở trên cùng kìa. Định nghĩa hình chữ nhật đúng rồi, kéo cạnh dài xuống cái chỗ số 0 đó, đặt vô. Rồi bây giờ con chạy đi. Bấm vô lá cờ. Fan, nó vẫn còn lỗi. Bây giờ con kéo cái cạnh rộng xuống để lại một lần nữa cho cô xem nào. Kéo cái cạnh rộng, thay thế cái cạnh rộng đó bằng cạnh rộng kia.
Rồi cái cạnh rộng đó bỏ đi. Đúng rồi. Khánh Huyền, em còn lỗi nào nữa? Con chỉ cho em đi. Dạ thưa cô, là lớp định nghĩa hình chữ nhật là lặp lại 2 lần à? Đúng rồi, mà bạn là lặp lại, em lặp lại thành 10 lần, thấy không em? Cái chỗ định nghĩa hình chữ nhật á. Hình chữ nhật, đúng rồi. Sửa là hình số 2. Rồi, chạy thử coi. Rồi, ok. Cảm ơn Khánh Huyền, Nhật Phong và Bảo Yến, Ngọc Mai. Cô ơi, cô của con nó vẽ nó không hết hình ấy cô ạ. Đâu, cô con có xem lên cho cô xem nào. Chà, hồi nãy đi sửa lỗi cho người ta, bây giờ mình gặp lỗi gì đây? Để xem nào. Ừ, rồi, y như lỗi của em kia luôn rồi. Đâu cho cô coi coi. Lên cái định nghĩa coi nào. Đâu. Chiều dài. À, khoan, ngay chỗ đó luôn. Khánh Huyền, lỗi là gì Khánh Huyền ơi? Cái chỗ định nghĩa hình chữ nhật á, hình chữ nhật thường á, bạn bị lỗi chỗ nào? Có ai thấy không? Khánh Huyền không thấy à? Cái chỗ di chuyển chiều rộng nè, của con là CR mà, chứ đâu phải là chiều rộng đâu. Thấy không Nhật Phong? Đúng rồi. Chạy lại xem. Cô bằng chế độ turbo đi cho nó chạy cho nó nhanh. Rồi ok rồi đó. Rồi còn bạn nào bị lỗi gì nữa không? Không lỗi mình đi tiếp nha. Nhanh lên nào. Ôi, cô con biết. Ai? Xuân Toàn hả? Vậy con xem màn hình nhanh lên. Chúng ta mà gặp ít lỗi thì chúng ta sẽ vẽ được nhiều hình đó các bạn. Rồi, Xuân Toàn share cho cô xem nào. Rồi, ngay chỗ hay đổi cạnh của con nè. Mà con hay đổi cạnh một lượng 1 phải là trừ 1 nha. Xuống dưới. Sửa thành trừ 1. Rồi, ngay chỗ lặp lại 2 lần nè. Con thiếu ở phía dưới hình chữ nhật 100 với 50 con quên. Nè không, thiếu một cái quay phải 90 độ rồi. Hồng, xanh, hồng, đúng không? Hồng, xanh, rồi tới hồng, rồi tới xanh, một lệnh xanh quay phải 90 độ nữa. Toàn nghe cô nói không? You can use Scratch to make music. Ngay chỗ khi bấm vào lá cờ của con, ngay chỗ hình chữ nhật 100 với 50, con thiếu một cái lệnh quay phải nè. Quay phải 90 độ, đúng rồi. To get started, pick a sprite. Ở phía dưới á, nó là hồng, xanh, rồi hồng, rồi tới xanh nữa. Rồi, 90 độ luôn. Rồi, mình chạy ra thử coi. Con vô edit đi, turn on turbo đi. Đúng rồi. Rồi, ok. Vậy nha. Rồi mình đi hình tiếp theo các bạn ơi. Rồi, hình tiếp theo nè, các bạn nhìn chúng ta là ở đây thì cô cũng gợi ý cho các bạn ha. Các bạn nhìn ở trong hình này là phía trong là hình gì đi các bạn? Nhanh lên. Khánh Huyền. Hình thôi cô. Hình thôi, bao nhiêu hình thôi đi con? Đếm xem các bạn, đếm có bao nhiêu hình thôi. 8 hình thôi cô ơi. À, đúng rồi, 8 hình thôi. Rồi. Phía bên ngoài hình thôi là hình gì các bạn có biết không? Hình vuông ạ. Ừ, không phải hình vuông đâu. Đây. Đó là cái... Tuyết Minh. Có biết hình gì không? Tức có là hình tròn. Không phải hình tròn luôn. Hình này là hình bát giác nha các bạn. Hình có 8 cạnh á. Chúng ta sẽ vẽ 8 cái hình bát giác luôn. Đây, cô vẽ một cái hình nó như thế này cho các bạn định hình dung qua nha. Đây, nó bị chồng lên rồi đó.
nó là một cái hình bát giác, có một cạnh như là một hình bát giác nha. Chúng ta còn có một hình bát giác là 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 hình. 8 hình bát giác. Chúng ta vẽ 8 hình thôi, sau đó chúng ta vẽ 8 hình bát giác nha. Hình này là những hình đồng tâm hay là không đồng tâm đây các bạn? Ngọc Mai. Cô là hình này là hình đồng tâm. Đúng rồi. Bây giờ các bạn vẽ tạo cho cô hữu tục hình thoi với lại hình bát giác đi. Hình thoi là hình thoi có màu, còn hình bát giác là hình không có màu. Rồi chúng ta tranh thủ nha. Bài này bài cũ nên là chúng ta làm nhanh lên. Thôi còn nè. Thôi rồi, thôi có màu. Màu đây có rồi nè. Mai bờ nóc, mai bờ nóc. Nè. Mai bờ nóc mình hơi có màu. Rồi, các bạn nè, các bạn làm giống cô, các bạn phần nào mà các bạn làm xong rồi các bạn kéo xuống phía dưới đi, chúng ta chỉ cần chừa lại cái bấm vào lá cờ thôi. Để không một lát nữa nó nhiều quá chúng ta bị nhầm lẫn đó. Để làm cái hình thôi cho nhanh đó các bạn. Các bạn vào phần mà đặt lại cái chỗ hình chữ nhật tô màu á, các bạn sao chép đưa lên. Đưa lên thì nhớ sửa nha. Các bạn mà để nguyên vậy là lấy các bạn sợ lỗi nhiều lắm á. Cái chỗ chiều dài màu hồng này nè, quăng bỏ đi, kéo cái cạnh xuống nè. Đó, rồi lặp lại cạnh nè, lặp lại hai lần, lặp lại cạnh. Cái này cũng màu cam luôn, chúng ta sửa cái này là 60 cho cô. Cái này là 120. Chúng ta nhớ sửa, không là một lát mình sẽ rất là dễ bị sai nha. Bây giờ chúng ta vẽ từng hình một xem nó ra được chưa đã. Rồi, hình thoi của cô là vẽ ổn rồi. Bây giờ cô thử vẽ coi 8 hình thoi coi đó có ổn hay không đã. Để vẽ được 8 hình thôi thì cái công thức đồng tâm chúng ta lấy 360 chia cho số hình các bạn. Chỗ này chắc cô không cần nhắc các bạn đâu, các bạn đã làm rất là nhiều lần rồi. Hình nó bị màu á, nó bị đè lên nhau nhiều quá. Có một màu chúng ta khó nhận ra được. Do đó chúng ta còn thay đổi màu ha. Các bạn thấy là hình ở đây nè. Cánh hoa á, chúng ta chọn cái góc thì nó góc nó bị đè cái cánh lên thì các bạn sửa lại cho cô, sửa từ từ thôi. Ví dụ sửa đây 45 thì ở đây sẽ là 135. Rồi. Cô lưu ý các bạn nè, nếu chúng ta để 60 với lại 120 thì cái hình thoi của chúng ta các cánh hoa nó sẽ xếp chồng lên nhau. Thì chúng ta muốn cho nó vừa đủ luôn thì chúng ta sửa lại cho cô. Ở chỗ này là 45. Ở dưới là 135. Cộng hai cái này lại thì vẫn là 180, nó vẫn ra được hình thoi nha. Vậy chúng ta đã vẽ được ở hình ở trong rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục vẽ hình bát giác bên ngoài là xong thôi.
bát giác bên ngoài là có 8 hình, thì chúng ta cũng lặp lại 8 lần. Rồi chúng ta kéo cái hình bát giác vào. Cô đang làm cô chứ con ghi không kịp cô. Rồi, cô đã vẽ xong rồi đó. Rất là dễ luôn ha. Cái này đơn giản mà. Chúng ta chỉ cần tạo được cái định nghĩa hình thoi tô màu thôi. Cái chỗ hình thoi tô màu á, thì các bạn, cô lưu ý các bạn chỗ này. Đó là chúng ta, các để cho cánh hoa nó vừa đủ thì chúng ta sửa lại là 45 với lại màu xoay 135. Cái này hình tô màu, hình bát giác này, hai cái này các bạn học rồi. Rồi các bạn ghép hai cái hình này, câu lệnh này lại thôi thì chúng ta sẽ vẽ ra được cái hình này. Bạn nào vẽ xong rồi thì comment cho cô là số 4 đi. Ngọc Mai, Bảo Yến. Cái của em nó không có cái hình bọc ra bên ngoài cô. Rồi xem màn hình cho cô xem nha. Rồi vậy cái kéo lên cái hình bát giác cho cô coi. Hình bát giác mình chưa có tạo gì hết trơn, sao mà làm được cái định nghĩa hình bát giác của em á, thấy chưa, em chưa có tạo câu lệnh gì hết sao nó ra được cái hình bát giác. Mình làm đây nha. Câu lệnh của hình bát giác mình làm sao được? Đây cô share lại màn hình cho mình xem nè. Lặp lại 8 lần, hình bát giác là có 8 cạnh, mình lặp lại 8 lần, di chuyển cạnh bước rồi xoay phải là 360/8. Rồi còn bạn nào bị lỗi gì nữa không? Cô đã làm cô. Ok. Khánh Huyền làm xong rồi. Úi là trời. Chẳng hạn rồi. Cô sao cái hình của con này đậm ấy vậy cô? Có xem màn hình cho cô xem nè. Đâu cô kéo lên cho cô coi. Nè cái chỗ á là thay đổi kích thước bút vẽ á, cô đừng có thay đổi mà cô xếp bên sai luôn. Cứ mỗi lần đó con bỏ cái chain bên sai, hành set bên sai. Đúng rồi. Đó, rồi kéo vô. Rồi, ok nha. Con cảm ơn cô. Rồi,
Các bạn xong hết chưa? Còn ai bị lỗi gì nữa không? Không còn lỗi thì mình đi tiếp. Còn lỗi thì báo cô để cô share. Cho 5 giây suy nghĩ đó nha. Rồi, các bạn giỏi rồi, chúng ta không bị lỗi gì ha. Rồi, ở cái hình này nè các bạn, thì các bạn tinh ý, các bạn nhìn ra cho cô nè. Cái hình cơ sở của nó là hình gì để các bạn thấy không? Các bạn nào biết không? Thử các bạn nào tinh mắt nhìn cho cô cái hình này nè, đây. Bên trong hình tròn là cái hình gì đây? Bạn không nhận ra hả? Cô mời Khánh Huyền. Khánh Huyền. Dạ thưa cô, là hình thoi. Hình thoi, hình thoi đó vẽ sao đây? Nó vậy hả? Cô mời Ngọc Mai. Nó là hình gì Ngọc Mai? Cô là hình vuông. Ừ, hình vuông. Nhưng mà trước khi một hồi vẽ hình vuông là nó có một cái cạnh này, có thấy không? Nó phải có một cái cạnh lên như thế này nè các bạn. Đó. Rồi sau đó là một cái hình vuông. Rồi. Hình vuông đó. Nhưng mà mình cho nó xoay một góc 45 độ nó ra hình vuông. Chứ không phải là hình thoi nha. Bạn Khánh Huyền. Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái cánh này trước. Sau đó cái phần còn lại thì cô sẽ để cho các bạn làm. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu qua hình 4 nha. Hình 3 bạn nào chưa xong thì chúng ta tạm ngưng đó, để một lát chúng ta không theo kịp nha. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cho cô một cái cạnh nè. Hình vuông hồi nãy là mình là hình vuông gì đây ta? Có màu hay không màu, quên rồi. Ngọc Mai, hình vuông nãy có màu không con? Cái khối này mình tạo á. Không có màu ạ. Ồ, không có màu. Hình bài của mình có màu không, quên rồi. À, hình mình cũng không có màu rồi, ok. Bây giờ các bạn vẽ cho cô nè. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho di chuyển khoảng 50 bước ha. Thôi cho 100 luôn, 100. Rồi, sau đó chúng ta sẽ vẽ cái hình vuông. Và cái hình vuông này trước khi vẽ thì chúng ta phải xoay nha các bạn. Rồi, tập trung lên nha. Rồi, chúng ta cho nó di chuyển nè. Nó cho nó xoay sang phải 45 độ. Rồi, bắt đầu chúng ta mới vẽ cái hình vuông. Kéo cái khối hình vuông ra. Hình vuông này cho chúng ta cho 50 thôi. Nó hơi bị xéo qua một bên rồi. Cái chỗ hữu tục hình vuông các bạn kéo xuống cái chỗ định nghĩa hình vuông nha. Các bạn sửa lại hành xoay phải hành xoay trái cho cô. Thì nó sẽ không bị lỗi đây. Rồi, ok, được chưa? Cô nhắc lại nè, bây giờ chúng ta xuống cái hình vuông, cái định nghĩa hình vuông. Hồi nãy định nghĩa hình vuông của mình á, nếu như mà mình để là xoay, lúc đầu mình để là xoay phải để mình vẽ những cái hình kia đúng không? Thì khi chúng ta vẽ nó hình nó sẽ bị chúi xuống như thế này, chúng ta chỉ cần sửa nó lại thành xoay trái thôi. Đây. Thì chúng ta sẽ vẽ ra được cái cạnh như thế này. Sau khi vẽ xong thì các bạn cho nó xoay ngược lại bên trái cho cô là 45 độ, rồi cho nó di chuyển. Đi lùi lại 100 bước để nó quay về tâm các bạn. Hình này chúng ta xuất phát từ tâm luôn. Rồi, các bạn vẽ được một cái cánh như thế này chưa? Bạn nào vẽ được một cái cánh như thế này, một cái cánh hoa như thế này rồi thì các bạn comment cho cô số 5 nha. Cô lưu ý các bạn là chỗ định nghĩa hình vuông. Hồi nãy chúng ta xoay phải, bây giờ các bạn xoay ngược lại cho cô sang trái. Rồi làm cho cô cái này. Rồi bây giờ chúng ta
Vẽ xong được một cánh rồi. Bây giờ chúng ta hồi nãy đếm là có bao nhiêu cánh là quên rồi ta. Một hai. Chúng ta có 8 cánh đó các bạn. Hình chúng ta có cánh 8 cánh hoa. Thì chúng ta sẽ vẽ lặp lại 8 lần thôi. Rất là dễ luôn. Vẽ xong một cái cánh rồi xoay phải thôi. Các bạn lấy 360 chia cho 8. Cái hình chúng ta nó bị không có đủ chỗ vẽ à. Các bạn cho nó đi về phía trước 50 thôi. Cho cái cánh hoa cho đi về phía trước 50 thì các bạn cho đi lùi lại 50 là nó ra ha. Nó sẽ đi lại gần nhau như thế này. Hồi nãy chúng ta để 100 á các bạn. Thì nó đi xa quá thì chúng ta cho nó đi lại 50 nè. Đi về phía trước 50 vẽ xoay phải 45 độ vẽ một cái hình vuông. Rồi chúng ta lại xoay trái. Rồi lại di chuyển trừ 50 bước để nó quay trở ngược về tâm. Lặp lại 8 lần chúng ta sẽ được cái hình này. Rồi bạn nào làm xong hình này rồi comment cho cô số 1 nha. Bây giờ vẽ hình tròn bên ngoài nó mới khó nè. Chứ vẽ cái hình bên trong này thì cũng tương đối dễ ha. Các bạn ơi, các bạn vẽ được hết chưa? Cho 3 phút nha. Xong rồi cô. Rồi, viết bên xong rồi. Chúng ta thay đổi màu đi cho nó đẹp. Khi mà thay đổi màu thì các bạn dễ nhìn ra hình hơn đúng không? Mỗi hình nó một màu thì các bạn dễ nhìn ra hình đó là hình gì hơn. Khó nhất là cái đề nó có in trắng đen, có một cái màu thôi. Thì mình rất là khó nhìn thấy nó là hình gì. Còn khi cái màu này thì các bạn thấy rất là đơn giản. Xong chưa? Ở phần này có bạn nào gặp lỗi gì không? Nhanh lên nào. Rồi, Thiên Ân có được chưa? Thiên Ân Hoàng Nam nè, với lại bạn bạn Nhân với bạn Nam. Tôi làm xong cô. Phong xong chưa con? Con chưa làm xong cô ơi. Rồi, nhanh lên. Nhưng cái bài mà cô dạy cho các bạn, những bài này là ở trong đề thi học trẻ của các tỉnh luôn á các bạn. Rồi, những bạn đó xong chưa? Đơn giản mà. Những bạn mà xong rồi mình chép bài nha. Nhớ chép á. Để bữa sau cô sẽ trả bài cũ cho mình á. Rồi, những em tiểu học á, thì mình chưa có học
cái công thức mà tính cạnh huyền của tam giác vuông. Ở đây có Bảo Yến với lại Ngọc Mai nè, có nhớ công thức tính cạnh huyền của tam giác vuông không? Ngọc Mai, Bảo Yến, tụi con học đó chưa? Ngọc Mai đã học chưa con? Đâu rồi? Con chưa nghe bao giờ cô ạ. Còn chưa nghe luôn hả? Yến học chưa? Dạ. Ôi. Ơi. Con bị lỗi. Cô hỏi Yến là con học cách tính cạnh huyền của tam giác vuông chưa? Dạ chưa cô. Chưa luôn hả? Rồi, xem màn hình đi Nhân ơi. Thường thường á là cái phần đó thì lên hình học các bạn sẽ được học. Nhưng mà khổ là một cái á, là khi mà các bạn học thi tin học trẻ á, thì rất là nhiều hình nó áp dụng cái tính cạnh huyền của tam giác vuông luôn. Cô có không hiểu sao mà cho đề lại cho như vậy nữa. Rồi, đâu coi cái hình vuông của con. Chuyển 50 bước sẽ phải sẽ trái. Con gái xuống định nghĩa hình vuông cho cô coi. Rồi con kéo phần cạnh xuống á. Kéo cái chữ cạnh vô chữ di chuyển 50 bước kìa. Cái chỗ định nghĩa hình vuông của con á. Con, đúng rồi. Rồi bây giờ xoay cái đó thành xoay trái mà. Xoay trái là 360 chữ 4 á. Chứ phải xoay phải nữa. Rồi, chạy thử coi. Rồi, ok rồi đó. Còn bạn nào bị lỗi gì nữa không? Rồi, hôm nay chúng ta học một cái công thức ha, tính cạnh huyền của tam giác vuông. Thì các bạn sẽ làm như sau cho cô nè. Bây giờ cái hình của mình, nếu như mà có một cô cạnh... Cô của con nó bị lỗi cô ơi. Bị lỗi gì nhiều phong xe đi. Hồi nãy cô nói là mình xoay gì? Xoay trái. Thôi, các bạn cái gì đây? Các bạn nhìn xem cô coi lỗi của bạn nó là cái gì đây? Khánh Huyền. Dạ thưa cô, là anh phải bỏ cái xoay 45 độ lên trước, di chuyển trừ 50 độ. Đó, nghe chưa? Ừ. Rồi, cảm ơn con Khánh Huyền. Chạy thử xem. Vẫn còn bị lỗi nữa mấy bạn ơi. Sao mà bị lỗi nhiều như vậy? Cái lỗi gì đây? Khánh Huyền. Còn nhận ra lỗi gì không các bạn? Cô... Các bạn nào thấy không? Tìm lỗi phụ cô xem nào. Để cô một lát nha. Trời ơi. Ôi 50 á cô. 50 rồi. Hình vuông của bạn là 50. Hồi nãy giờ bạn tạo mấy cái hình vuông không? Ủa thấy đâu có bị lỗi gì đâu ta. Bây giờ con qua khối của tôi coi xem, cho cô xem coi con có bao nhiêu cái hình vuông nè. Có một cái hình vuông thôi mà. Con chạy lại một lần nữa xem. Sao nó vẽ được ba hình rồi nó đứng im luôn à. Kéo lên cho cô xem lại phía trên nữa.
đâu có lỗi gì đâu đúng không các bạn, giống như cô mà. Rồi bây giờ mình làm tiếp phần tiếp theo thử coi một lát nó có bị nhầm lẫn chỗ gì không. Nhiều khi cái phần mềm Scratch nó bị lát đó, nó không có nhận được cái lệnh mới của con ha. Không, x chữ y là phải 50 đó cô. Hả? X phải là 50 cô. Rồi Phong nghe bạn nói không? Rồi sửa lại đó đi. Rồi bây giờ chúng ta vẽ cho cô một cái, tạo cho cô một cái hủ tục đường tròn đi các bạn. Đường tròn này không có cần tô màu nha. Rồi chúng ta tạo cho cô một hủ tục đường tròn. Rồi bán kính ha. Cái chỗ hủ tục đường tròn này nè, các bạn xuống phần cái cánh hoa, các bạn sao chép lên thì nó sẽ nhanh hơn. Cái chỗ lặp lại 90 lần á, các bạn kéo lên. Kéo đi rồi bỏ bớt đi. Không sao. Đó, bỏ hết phần này luôn nha. Chúng ta chỉ cần lặp lại lấy là 360 thôi. Sửa 90 là thành 360. Vậy là chúng ta sẽ được cái đường tròn thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo cái chữ cạnh này nè, chúng ta bỏ đi nha các bạn. Cạnh màu cam bỏ đi, thế vào bằng bán kính cho cô. Rồi ok, dễ rồi. Làm lại 360. Rồi chúng ta vào phần kép biến số, tạo cho cô là một biến tên là bán kính nha. Bây giờ vào phần biến số, tạo cho cô một biến là tên là bán kính. Cái hình tròn này nó sẽ có bán kính từ tâm nè các bạn, từ tâm của hình đi ra tới cái đỉnh chóp của cái hình vuông ngoài phía đây ha. Từ cái cạnh này thì nó là bằng 50 rồi, bây giờ quan trọng là chúng ta phải tính được xem cái đường chéo này nè. Đó, cái này người ta gọi là cạnh huyền của tam giác vuông ha. Thì cái đó các bạn mai mốt các bạn lên cấp 2 các bạn sẽ được học thôi, chúng ta chỉ cần nhớ cho cô cái công thức này thôi. Rồi đặt bán kính cho cô nè. Bây giờ kéo cái chỗ trong phần lá cờ á, sau khi vẽ xong tám cái cánh đó rồi thì chúng ta đặt bán kính. Giờ không kịp chỗ nào, cái đường tròn này y như cũ làm được chưa, chưa làm gì mới luôn á. Cô chưa có làm gì luôn á. Bây giờ cái đường tròn bán kính này con làm xong chưa? Chưa cô. Chưa luôn. Rồi vậy làm đi. Bạn nào làm xong cái đường tròn này rồi thì comment cho cô số 2 nha. 360. Rất là nhiều bạn xong rồi nè. Hôm nay chắc mình phải cố gắng vẽ xong cái hình này rồi mình nghỉ, ngày mai mình học tiếp. Tân Nhân xong rồi. Các bạn xong chưa? Cô bạn nào chưa xong không? Tiên ăn được chưa con? Chưa cô.
Rồi bạn nào bị lỗi thì mình xem màn hình ra đi. Phong được chưa? Có xong rồi cô ơi. Thiên Ân có xem màn hình không? Dạ có cô. Rồi con xe đi nha. Xe màn hình đi không? Cô đang chờ con nè. Con vẽ được rồi mà Thiên Ân, bị lỗi chỗ nào đâu? Rồi ok, con theo kịp rồi đó nha. Rồi bây giờ vô phần các bạn tạo cho cô một cái biến màu cam là bán kính chưa? Bạn nào tạo rồi thì comment cho cô số 3. Rồi cái chỗ phần đặt bán kính này nè, các bạn kéo xuống phía dưới cho cô nè. Phía dưới khi bấm vào lá cờ đó. Rồi đặt bán kính ở ngoài vòng lập luôn nha, ngoài vòng lập màu cam luôn nha. Các bạn kéo một phép cộng ra. Nhập cái số 50, 50 này chính là độ dài mà khi chúng ta di chuyển nè, cái cánh đó. Cái cạnh này nè các bạn. Từ tâm đi ra rồi cái cạnh này nè, cái đoạn thẳng này nó dài 50 bước. Rồi, các bạn xuống phần cái chỗ này cái phép toán nè. Cái chỗ chữ giá trị tuyệt đối nè. Bạn nào thấy chữ giá trị tuyệt đối thì các bạn kéo ra đây cho cô. Bạn thấy cái phần giá trị tuyệt đối không? Con kiểu cô ơi. Hả? Con bỏ đi bán kính vào trong đây nhưng mà nó lại hết ra ngoài. Con ghi là đặt bán kính thành. Rồi kéo một cái phép cộng vô. Đây mình kéo phép cộng vô cái phần bán kính nè. Rồi mình nhập số 50 nè. Với lại mình vô cần phần các phép toán mình kéo xuống dưới. Phần giá trị tuyệt đối mình sửa. Mình bấm vô cái mũi tên này nè. Mình kéo xuống thì mình sẽ thấy cái chữ căn bậc 2. Rồi chúng ta có một cái công thức như thế này nha các bạn. Cạnh huyền tam giác vuông thì nó sẽ bằng là căn bậc 2 của A bình phương. Không biết chữ A bình phương ở đây như thế nào đây. A bình phương cộng cho B bình phương. Mà do hình vuông của chúng ta hai cạnh nó bằng nhau luôn á các bạn. Do đó là chúng ta chỉ cần lấy là căn bậc 2. Một hình vuông của chúng ta á. Cái cạnh hình vuông chúng ta là 50. 50 mà bình phương lên là nhiêu ta? 2500. Đúng rồi, 2500 cộng với 2500 thì chúng ta ra 5000. Thì chúng ta chỉ cần nhầm cho cô số 5000 thôi. Rồi, căn bậc 2, chua. Cái công thức này cô sẽ gửi lại cho các bạn ha. Facebook các bạn học toán thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Rồi, đặt bán kính được cái này chưa? Chỗ này chờ mấy bạn nè, ai xong mà bấm số 1 đi.
tôi cô trong bỏ cái bán kính vô và các cái nhân sách chia cho tôi. Rồi xin toàn xe cho cô đi. Nhanh lên. Cô không thấy. Cô thấy chưa cô? Chưa, cô chưa thấy hết à. Rồi, giờ nó đang xe đó. Đặt bán kính thành đâu rồi? Con vào xếp nè, xếp bán kính thu. Đó. Xếp bán kính thấy không? Ở trên. Đúng rồi, xếp bán kính. Kéo xuống. Kéo xuống không phải. Không bỏ vô đó. Bỏ vào khi bấm vào lá cờ. Dưới vòng lặp lại 8 lần. Khi bấm vào lá cờ con nằm chỗ nào. Đừng có kéo bỏ vô cái đường tròn đó. Kéo ra ngoài đi. Rồi để nguyên đó cho cô đi. Rồi con kéo mấy cái khúc này nè. Hình chữ nhật rồi con kéo rộng ra. Bỏ xuống dưới đi. Đó. Cho có chỗ nè. Kéo khúc này bỏ xuống hết dưới đi. Rồi. Rồi, lăn trụ lên trên. Rồi, con kéo cái chỗ mà xếp bán kính thu không á. Rồi, kéo xuống, kéo thẳng xuống vô luôn. Rồi, kéo ra ngoài vòng lọc màu cam luôn. Kéo xuống. Nó. Đúng rồi, đặt ở phía dưới vòng lọc thôi. Rồi, ok. Rồi, kéo pháp cộng vô. Cộng con đâu? Đúng rồi. Các bạn làm được hết chưa vậy? Các bạn nhập chi mà nhiều quá à. Cô phải lăn lên, cô kiểm tra có bao nhiêu bạn nhập. Không có làm như lại vậy nữa nha. Mất thời gian quá. Rồi bây giờ cô nhập vô là 50 cộng cho căn bậc 2 của cái gì đó. Rồi cô xem màn hình để cho con nhìn được nè. Rồi bây giờ chúng ta vẽ đường tròn nó ra thôi các bạn. Vào phần khối của tôi, kéo cái đường tròn. Rồi vô phần bán kính này các bạn kéo nó ra thôi. Chúng ta đặt cho nó xoay lại một tí xíu đi rồi nó sẽ ra được á. Nó vẽ xuống dưới rồi. Cái hình tròn chúng ta nó vẽ quay xuống dưới rồi thì các bạn vô cái xoay một độ của cái đường tròn các bạn cho nó xoay bên trái nó ra thôi. Gì đây? Rồi chúng ta đặt hướng lại. Quên nữa. Các bạn ơi, các bạn vẽ được chưa? Con ơi, hình tròn của em nó không đi vô cái hình mà nó đi vô, nó đi xuống cô. Ừ. Rồi, chúng ta thêm một cái lệnh là chúng ta phải di chuyển đã. Chúng ta phải di chuyển nó ra bên ngoài đã. Các bạn kéo một cái lệnh di chuyển bán kính cho cô nè.
Rồi chúng ta nhớ nhấc bút cho nó đi nha. Được chưa các bạn ơi? Cô bị sao á cô? Rồi các bạn đợi cô một tí xíu nha, để cô xem nó bị lỗi chỗ nào đây. Cái của em nó không có hình tròn cô. Ờ. Ôi cô. 180 à? Không hay đúng đấy đó. Ơi. Hình tròn của con không. Hình tròn của con. Các bạn đa số là bị lỗi cái phần hình tròn đúng không? Nó không có quay được đúng không? Không có quay bị gì ấy. Hình tròn của con nó còn không thèm hiện lên luôn đấy các bạn. Rồi, ở cái phần mà bán kính thì các bạn cho nó di chuyển giùm cô chưa? Di chuyển bán kính bước chưa? Rồi, bây giờ có một cái số lỗi nè, các bạn sửa lại phần này cho cô nè. Alo, alo, các bạn nhìn lên đây. Ngay chỗ phần đường tròn các bạn, bán kính này nè. Các bạn vào phần các biến số màu cam này, các bạn kéo vào cho cô luôn. Được chưa? Là cái thứ nhất. Các bạn làm được cái này chưa? Bây giờ chúng ta thao tác từng bước một rồi chúng ta làm. Ai xong bước này rồi comment số 2 cho cô đi. Rồi chúng ta nhanh lên để chở các bạn không đi ngủ muộn quá. Rồi, bước thứ hai. Bước thứ hai các bạn đặt bán kính là cái này đúng rồi đúng không? Rồi, bây giờ các bạn kéo cho cô cái lệnh nhấc bút vào. Để nó di chuyển từ tâm đi ra ngoài viền của hình tròn nè, chúng ta nhấc bút lên. Sau đó chúng ta kéo một cái lệnh di chuyển vào phần các biến số, kéo bán kính ra. Sau đó các bạn đặt hướng lại cho nó vẽ cho đúng nè. Đặt hướng bằng 180. Sau đó mình lại đặt bút. Được chưa? Rồi mình kéo cái khối đường tròn của mình ra, đồng thời kéo cái biến số mà bán kính màu cam này vào. Là chúng ta được thôi. Rồi bạn nào vẽ xong thì comment cho cô chữ ok. Bạn nào vẽ được thì comment chữ ok cho cô nha. Viết Minh, Đăng Nhân. Rồi bạn nào xong rồi mình có thể thoát màn hình ra. Bài tập về nhà của buổi hôm nay là chúng ta vẽ lại những hình đó cho cô thôi nha. Những hình hôm nay là trong toàn trong những đề thi nâng cao thôi. Nên là các em cố gắng làm lại chúng ta mới nhớ nha. Làm một lần rất khó nhớ, tại vì nó ít là những hình lặp lại lắm. Mỗi hình mỗi khác chúng ta cần lặp lại, làm lại nha. Rồi bạn nào xong thì chúng ta có thể thoát khỏi Zoom.